Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 7 tháng 10, thì cũng như thường lệ, Ni trưởng Ngọc Trường đây có nhã ý thỉnh tôi đến để trao đổi cùng quý vị trong khóa tu Phật thất hôm nay. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Chúng ta thấy cái pháp môn tịnh độ, nhất là cái niềm tin ở vùng sâu vùng xa, cái niềm tin đó chúng ta có thể nói là mê tín thiện, chứ họ không có tìm hiểu gì hết đó, nhưng mà có cái hiểu sai lầm. Vì tôi vô đó, tôi vừa nói vậy, tôi đã có 6 câu hỏi tịnh độ thôi. Sau này tôi mới thấy vùng sâu vùng xa câu hỏi số 1 là sai lầm. Tu niệm Phật để làm cái gì? Thì đa số ra dưới đó thì người ta nghèo, ta cầu trúng số. Tôi nói đó là pháp môn của thần tài, chứ không phải là pháp môn của tịnh độ của Phật. Cái thứ hai là cầu tai qua nạn khỏi, tiêu trừ. Thì cái đó là pháp môn của người trời, còn không phải của tịnh độ nữa. Thì tịnh độ có một cái duy nhất thôi mà tôi thấy Phật tử ở thành thị, ở thành phố cũng có một số người thiếu sót. Không cầu cái gì, chỉ cầu một cái giảng sanh về cõi cực lạc của Phật Di Đà thôi. Là tôi mới có thêm số 1. Mà tại sao cõi này không ở? Thì chúng ta thấy là bởi vì cõi này có 8 khổ. Thì muốn về cực lạc đó thì chúng ta phải có giữ 5 giới, không làm điều ác, phải làm thêm 5 điều lành và rửa lòng trong sạch. Đó là điều Phật dạy. Phật dạy có bao nhiêu đó thôi. Thì không làm điều ác là trả 5 giới. Thì quý vị trả thuộc hết rồi. Thì đúng là cái đó là cái căn bản của Phật tử đấy. Vì mình đi đâu, giới luật nó sẽ theo mình, nó ủng hộ mình. Thành ra chúng ta đừng tưởng là Phật Di Đà, Quan Thế Âm bảo hộ mình. Không có vụ đó đâu. Nhưng mà tôi nói không có là sai, mà tôi nói có là trật. Chỉ khi nào mình giữ giới rồi mà tha thiết nguyện cầu các ngài, giữ giới thì cái tâm mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh tức là cảm, nhất niệm đấy. Mà cảm thì ứng thôi. Chứ đâu phải ai mà cầu Quan Âm hộ độ là linh hết. Có người không linh, mà linh bất linh tại ngã. Có người đổ thừa tại Quan Âm không có công bình, thương người khác mà ghét tôi. Các vị Phật là không có vụ đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ phải cảm thì các ngài mới ứng. Thì niệm Phật cũng vậy, muốn giảng sanh thì phải cảm. Mà cảm nghĩa là gì? Nghĩa là nhất niệm. Mà nhất niệm là gì? Cái này là cái khó khăn nhất đó. Tôi muốn cái gì phải nắm cho vững. Có người nói bạch sư, nhất niệm là con niệm một ngày 10 sâu chuỗi. Có người tới con niệm một ngày 30 sâu. Có người nói con niệm 50 sâu. Phải nhất niệm không sư? Tôi nói không. Có người nói con niệm một ngày 1000 tiếng, có người nói 2000, có người nói 3000. Phải nhất niệm không sư? Tôi nói cũng không. Có người nói niệm 4 chữ thì không giảng sanh, niệm 6 chữ kính lại thì mới giảng sanh. Như vậy con niệm 4 chữ giảng sanh không sư? Tôi nói 4 cũng không giảng sanh mà 6 cũng không giảng sanh. Phải có hiểu biết. Rồi có người nói niệm Phật phải la cho lớn tiếng thì mới linh. Niệm nhỏ không linh. Phải vậy không sư? Tôi nói la lớn cũng không giảng sanh, mà la nhỏ cũng không giảng sanh. Cái đó, cái khó của đạo Phật không phải là cái hình tướng, mà là cái nội dung. Không phải là cái hình thức, mà là cái phẩm chất. Thành ra quý vị bây giờ đa số sống theo cái hình tướng, chứ không để ý tới phẩm chất. Hồi xưa người ta đã từng nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thà là cây căm xe, cây quý mà ở ngoài nó sần sùi, còn hơn cái cây ở trong nó mọt, ở ngoài cái sơn son thép vàng, không ích lợi gì hết. Không những cho người tu mà cho tất cả các việc làm hàng ngày của chúng ta, làm phải có chất lượng. Tôi thấy bây giờ sống sai cái chỗ đó. Có niệm Phật là nếu mà lần chuỗi mới giảng sanh, không lần chuỗi không giảng sanh, phải vậy không sư?
Niệm Phật la cho 4 năm làng nghe thì mới giảng sanh, nghe la lớn thì nó mới nhất niệm. Phải vậy không sư? Trời ơi, từ sai này tới sai khác, tôi giảng cho quý vị là tôi giảng cái gốc, mà nếu trật là tôi phải sa đọa. Thành ra đạo Phật là đạo của tâm, mình phải nắm cái tâm. Rồi có người nói vợ con niệm Phật mà niệm thêm chú mới giảng sanh, phải không sư? Niệm thêm chú Đại Bi nữa, rồi tụng kinh nữa, rồi sám hối nữa, phải vậy không sư? Tôi nói không có nào giảng sanh, phải hiểu biết mới giảng sanh, còn không hiểu biết thì làm tùm lum hết thì không giảng sanh. Có người tụng thêm Pháp Hoa nữa, đã niệm Phật rồi còn thêm tụng Pháp Hoa nữa, rồi niệm Phổ Hiền nữa, làm tùm lum. Nhất niệm là giảng sanh. Mà nếu mình làm 2-3 công chuyện một lượt, mình dễ nhất niệm hay là một cái dễ nhất niệm? Thì căn cơ có mỗi người thôi, căn cơ mỗi người thôi. Có người nói tu pháp môn như thế này là dễ giảng sanh, pháp môn như thế kia là khó giảng sanh. Có người thì niệm phải lần chuỗi, rồi có người là phải đi từng bước, Nam Mô A rồi Di Đà Phật, như vậy mới giảng sanh. Tôi nói không cái nào giảng sanh nữa, chỉ có cái hiểu biết cho rõ ràng là giảng sanh. Mà hiểu biết có rõ ràng, người đó phải nhất niệm. Mà như thế nào là nhất niệm? Thì lợi lạc đồng lung. Nhất niệm là lần chuỗi cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, ngày đêm ngồi niệm Phật 10.000 câu, 100.000 câu, 1 triệu câu, 1 tỷ câu cũng không giảng sanh. Cái đạo Phật không phải là cái số lượng, mà là cái phẩm. Bây giờ quý vị niệm, tôi nói thí dụ thôi, một ngày 10 câu mà 9 câu nhất niệm. Còn quý vị niệm 10.000 câu, 1 tỷ câu mà có 5 câu nhất niệm thì thua người niệm 10 câu. Mà nhất niệm là gì? Cái này là tôi hỏi là 10 người sai hết, hết 9, có thể nói 10. Thành ra tôi đi đâu là tôi cải chính cái hiểu biết cho quý vị. Tôi muốn cái đó là cái quan trọng nhất. Mà quý vị cứ theo cái hình tướng thôi. Thế giới bây giờ là thế giới hình tướng. Hình tướng là gì? Là thần thông. Thành ra đạo Phật không có chịu thần thông, mà chịu cái trí tuệ. Thành ra tôi gặp Phật tử mà lanh lanh gặp tôi nói cô thông minh, có thông minh mà không có trí tuệ. Cô nói sao vậy, cái thông minh với trí tuệ khác hả? Tôi nói khác xa. Thông minh thì luân hồi và cảnh giới tốt, mà nếu làm ác đó thì xuống địa ngục liền. Quý vị đó là người thông minh mà chịu tu, chịu đi quỷ lão, chịu làm phước thì không ai mà phước báo bằng. Mà chịu làm ác thì không ai ác hơn quý vị, vì thông minh. Thành đã tính toán dữ lắm. Thành đã như người đó giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời, chứ không phải cõi Phật. Cõi Phật là không có cần cái thần thông. Thành đó hồi xưa đệ tử Phật, Đức Phật rầy cái vấn đề thần thông, nhất là một điều lý thì hiện thần thông Đức Phật rầy. Ông Đề Bà Đạt Đa có ngũ thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mãn. Ông chiêu dụ tới gần cả 500-700 đệ tử của Phật theo ông, thì hiện thần thông. Vua A Xà Thế thấy ông thần thông giỏi quá, tưởng ông là đắc quả, theo ông. Mới là giết bằng Bà Sa La, ông thì giết Phật. Mà Phật làm sao giết được? Phật có là lăn đá dập chân thôi, là phạm tội ngũ nghịch. Thành ra chúng ta thấy thần thông không thể xài được đối với đạo Phật. Quý vị bây giờ thích thần thông, tôi giờ đứng đây tôi thuyết pháp và tôi bay lên trời, quý vị nói tôi đắc quả. Tôi ngồi trên mặt nước mà tôi không chìm là tôi đắc quả. Không những tôi, bất cứ ai có đắc có mốc gì đâu, nó đắc thần thông. Thần thông là những cái phép tắc, những cái bùa chú. Còn nếu đụng tới tôi vẫn tham sân si như thường thì đâu có phải là đạo Phật. Đạo Phật bây giờ không có thần thông gì hết. Rồi quý vị chửi, quý vị đánh, quý vị mắng, quý vị giết chết, không bao giờ sân giận. Còn mấy ông thần thông mà đụng tới là sân, nhất là mấy ông tiên. Đâu có ai thần thông bằng mấy ông tiên. Nhưng mà vẫn luân hồi thôi. Tham sân si vẫn còn, thì nguyên nhân của luân hồi sanh tử là do tham lam, sân giận và si mê. Vậy trí tuệ là sao? Không có gì phải hiểu chỗ đó.
Trí tuệ là thấy các sự vật y như là các sự vật, không dính mắc vào sự vật nào hết. Nếu mình thấy rõ cái đó mình không dính mắc. Còn bên tiên thấy không rõ, do đó chạy trốn thăng qua lên cao. Thăng qua lên cao rồi thấy còn vẫn dính mắc cái cao, thăng qua lên nữa. Thăng qua lên tột đỉnh rồi thì trở lại xuống dốc lại. Thành ra từ địa ngục thăng qua lên ngạ quỷ, ngạ quỷ lên súc sanh. Rồi súc sanh cái thấy không được mới sanh ra cõi trời, cõi người. Người sanh lên cõi trời. Trời là tới cõi dục giới, là trời sắc giới, trời vô sắc. Tới phi phi tưởng là tương tự Như Lai. Cõi trời vô sử xứ là tương tự A La Hán. Tương tự chứ đâu phải là đồ giả. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ đồ giả rất nhiều. Giả từ cái sự vật bên ngoài cho tới đạo quả cũng giả nữa. Như Thượng Hải, Thanh Hải vô thượng sư xưng là Như Lai. Đàn bà mà dám xưng là Phật, xưa giờ đâu có Phật đàn bà. Mà thế giới vẫn tin, đệ tử cổ là mấy ngàn người. Mình hãy ngồi niệm cổ một cái là cổ hiện ra. Vậy mà không tin sao được? Cái đó là thần thông chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là trở về với mình chứ không phải nương vào người khác. Đức Phật không bao giờ biểu mình tin Đức Phật, mà Đức Phật biểu mình phải làm Phật. Chỉ có đạo Phật mới dám nói vậy. Còn đạo Chúa là phải nghe lời Chúa. Không nghe lời Chúa là địa ngục đời đời. Đó là trong kinh của Thiên Chúa. Còn nghe lời Chúa giảng sanh về hầu hạ Chúa. Đạo Phật mình đòi về khỏi Phật, mình hầu hạ Phật là Phật tống cho mình một đạo. Cái đạo Phật nó khó vậy. Mình kính Phật là mình phải làm Phật, mình phải bằng với Phật. Thành ra chỉ có đạo Phật mới dám nói là ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành, sẽ thành. Tôi do đó mà tôi mới đi xuất gia theo đạo Phật. Nó rất là bình đẳng, không có một nô lệ với ai. Dầu đó là Đức Phật mình cũng không nô lệ. Đó thì đó là tôi nói đại khái cho quý vị biết. Cái đạo Phật là trí tuệ. Trí tuệ là phải thấy sự thật y như là sự thật. Mà cái gì làm chướng ngại cái thấy sự thật mình thì đó là cái tiến trình của năm quận. Mà ở đây tôi đã bắt quý vị trả bài rồi, còn trả lại nữa. Rồi tôi sẽ giảng sâu về tiến trình năm quận nữa. Chúng ta là một cái máy di động. Cái internet này là cả vũ trụ. Còn cái internet của quý vị mà nối mạng thì quá là cái thế giới này tốt. Một cái nhỏ xéo là một cái hạt nước ở trong biển cả, một cái hạt cát trong buổi sa mạc. Còn cái thân này đó là cả vũ trụ. Quý vị thấy cái thân nhỏ này chứ nó phức tạp lắm á. Thành ra phải cố gắng tìm hiểu. Còn nó đừng tiễn cái năm quẩn thức trọ thân thức giải thích vậy là rồi chưa đâu. Còn giải thích 10 lần đi sâu như vậy nữa. Nếu gì phải trả từ từ đấy. Còn trả lại cái đó dưới cái giải thích khác nữa. Còn trả lại cái đó dưới cái cách giải thích khác nữa. Thì hôm nay tôi muốn chứng minh về cái giảng của tôi mở qua kinh gọi là kinh Nguyên Thủy, tức là kinh mà cả tiểu thừa đại thừa đều chấp nhận. Kinh nói là Phật thuyết chứ thật ra không phải có Phật thuyết. Phật thuyết nhưng mà qua sự trùng tuyên lặp lại của A Nan cũng chưa có ghi vào văn tự. Rồi sau này A Nan chết rồi thì mấy người con cháu A Nan, tức là tăng thánh tăng, mới lặp lại, mới trùng tuyên lần thứ nhất. Rồi cũng chưa có ghi kinh chữ nữa. Trùng tuyên lần thứ nhì, tới lần thứ ba là phàm tăng, thánh tăng không còn. Thì một ông nhớ 100 bài, một ông nhớ 10 bài, một ông nhớ 50 bài, rồi mới góp lại. Bây giờ vua A Dục sợ rằng nó mất, mới kêu ghi vô lá buông. Hồi đó chưa có giấy như vậy đâu, được giấy gì là ngon. Ghi vô lá buông để lưu truyền lại. Thì nó có hai bổn. Một bổn là chữ Pali, tức là chúng ta kêu bình dân, dân ít học, giờ chúng ta kêu là dân tộc. Còn một cái là của mấy người học giả, chúng ta kêu là người kinh, tức là người có trí tuệ, có thông minh.
chữ đó kêu là tiếng Sanskrit. Thì có cái chữ đó kêu thường kêu là chữ bác học, cái này kêu là chữ bình dân. Thì Nam Tông là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, mấy cái nước đó là theo Nam Tông là giữ kinh Pali. Còn Sanskrit đó là nó truyền qua Trung Quốc, Nhật Bản, là Đại Hàn, Việt Nam. Thì đó là những cái dân tộc ăn chay trường, ăn chay không à. Còn cái kia là dân tộc bán khai, mà chỉ ăn mặn thôi. Thành ra tôi muốn nói lấy cái chinh này để chứng minh cho quý vị biết là mình cũng đi theo con đường của Đức Phật giảng đó. Nhưng mà tôi thì cái tánh tôi làm cho sáng tỏ, thành ra tôi có sửa lại chút ít à, cũng dựa vào đó như hồi xưa ghi lại đó. Thì tôi không có tin kinh nào là kinh nguyên thủy hết đó. Nó qua mấy ngàn năm rồi, mới đầu Đức Phật giảng. Mà A Nan Trùng Tiên, chúng ta nhớ là A Nan Trùng Tiên ca diếp không cho nha, mới đắc quả nhập lưu thì ca diếp đuổi A Nan. Nếu mà ông Trùng Tiên lợi đó thì kinh của Phật thành kinh của nhập lưu. Nhập lưu thì đâu có quyền giúp Trùng Tiên mình kinh đúc được. Thành ra người giảng như bây giờ tôi giảng cái này có thể sai thì tôi chịu trách nhiệm, sai rồi tôi sa đọa, nếu đúng thì mai ra tôi đắc thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Nhưng mà mình phải bảo gạn thôi. Thì tôi có thêm thắt trong đó theo cho nó sáng tỏ đó mà. Thì kinh đó nó nguyên thủy rồi, tôi thấy cũng không có kinh nào là nguyên thủy đó. Nhưng nó đỡ một cái là đại thừa tiểu thừa gì cũng nhận nó, và từ đó mới giải thích thêm. Thì tôi cũng dựa đó tôi giải thích thêm, thành ra mới có đại thừa tiểu thừa cũng dựa vào kinh nguyên thủy này. Nhưng mà đại thừa diễu giải thích một cách cởi mở hơn, còn tiểu thừa là y kinh giải nghĩa. Thành ra ta mới có câu nói là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự thì đức tòng ma thuyết. Thành ra đạo Phật mà sở dĩ mà xiển dương tràn lan cả khắp thế giới là nhờ đại thừa. Mà đạo Phật mà bị tiêu diệt á, phần lớn cũng do đại thừa. Cái gì nó lợi lắm thì nó hại lắm. Tại sao vậy? Vì đại thừa cởi mở, thành ra giảng rất là phương tiện, làm sao cho thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với ngoại đạo. Có những câu ngoại đạo nó hỏi mà tiểu thừa trả lời không được, y kinh giải nghĩa. Mà Đức Phật dạy thì ngài giảng trong lúc đó cho trình độ đó. Còn khế cơ khế lý mà tùy cơ ứng biến là phải do cái người giảng. Mà tùy cơ ứng biến thì tất nhiên là cởi mở. Giảng những cái Đức Phật không giảng, các ngài giảng cho nó rộng ra. Mà hãy trúng một cái thì là đi làm cho đạo Phật xiển dương đạo Phật cùng khắp. Mà nó trật một cái thì đưa đạo Phật vào địa ngục ngạ quỷ. Thành ra tôi cũng lo, nhưng mà tôi thấy phải làm. Thì đây là tôi xin thưa trước, là tôi trao đổi quý vị thôi, quý vị đừng tin tôi. Thì có đó Đức Phật đã nói rồi, có 62 tôn giáo mới hỏi Đức Phật trước khi ngài đến đây giảng đó. Có 62 tôn giáo đã giảng rồi, ai cũng nói đạo mình là chánh pháp là đúng, còn mấy đạo khác là sai. Bây giờ Đức Thế Tôn đến, Đức Thế Tôn không có nói vậy, nhưng mà con biết Đức Thế Tôn đúng hay là ngoại đạo nó đúng, làm sao con phân biệt được. Thì bây giờ quý vị cũng vậy đó. Nào là Thiên Chúa, Tinh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi Khất Sĩ, rồi Bắc Tông, rồi Nam Tông, ôi rồi bây giờ tùm lum, rồi đạo Hồi giáo, rồi đạo gì đó đủ hết. Đạo nào cũng nói mình chánh pháp. Ông sư nào giảng cũng đạo Phật, như tôi giảng thì cũng giảng đạo Phật, quý vị kia cũng giảng đạo Phật, ai cũng nói mình giảng đúng hết. Có vị nói tu tà tà di đà cũng tổ, tu lai ra Như Lai cũng chứng minh. Niệm Phật là cho lớn đi thì nó nhất niệm. Tôi lại nói khác, tôi nói tu tà tà thì mãn xà nó đổ. Như vậy thì ai đúng? Quý vị phải có con mắt trật pháp. Thành ra tôi muốn đưa quý vị cái gốc. Cái gốc của đạo Phật là cái gì? Là ở cái tâm. Chúng ta có ba cái nghiệp thôi: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì quý vị phải nắm cái ý nghiệp. Thân với miệng không ăn thua gì hết,
thân không có tội lỗi gì hết, miệng cũng không có tội lỗi gì hết. Vật ố dị trần, vật trần ngũ trần bất ác, hoàng đồng chánh giác, đừng có ghét sắc thân như dị xúc, nó không có tội lỗi gì hết. Căn tiếp xúc với trần sanh ra thức, thì cái nào là tội lỗi? Căn không có tội, trần cũng không có tội, mà tội ở cái ý. Ý nghiệp là quan trọng hơn hết. Thì quý vị giảng cái gì, quý vị phải dựa vào cái ý nghiệp. Quý vị giảng sanh hay không là do ý. Nó niệm Phật bằng miệng thì chết rồi. Mình nói tôi đi đâu thường hỏi quý vị là niệm Phật bằng cái gì, thì 100 người đưa tay bạch sư niệm Phật bằng miệng. Tôi nói có miệng niệm được không? Nó không được. Niệm Phật làm sao bằng miệng được? Bây giờ tôi ngồi đây tôi không cần miệng nè. Tôi giảng Pháp cho quý vị mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Tôi ngã xuống tôi chết tôi giảng sanh không? Còn bây giờ quý vị có niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liên tục tía lia. Rồi quý vị đi tiền bạc, nghĩ tới vợ, tới con, nghĩ tới việc nhà cửa kia, quý vị giảng sanh không? Đâu có giảng sanh. Vậy thì quý vị thấy cái miệng đâu có quan trọng. Còn quan trọng ở cái tư tưởng, ở cái nghĩ của mình. Mà cái nghĩ ở đâu? À, quý vị phải đi sâu vào đó. Cái tư tưởng này có chết không? Có gián đoạn không? Rồi cái miệng này chết không? Cái thân chết không? Mình phải biết cái gì là liên tục, cái gì là gián đoạn, cái gì là còn mãi, cái gì là phải chết, cái gì là không chết. Thành ra tôi giảng cho quý vị đó, có nhiều khi tôi giảng cũng không rành lắm. Làm sao giảng rành được, mấy gì mới quá. Tôi nói xác thân phải chết, mà tư tưởng là linh hồn không chết. Thật ra tư tưởng đâu phải là linh hồn. Tư tưởng nó vẫn gián đoạn như thường. Chỉ có ý chí và ai lại ra là linh hồn, thì đó là liên tục không gián đoạn. Nhưng mà dựa vào tư tưởng, chúng ta biết là có ý chí. Tư tưởng mà sở dĩ còn đó là do ý chí cung cấp chất liệu cho nó. Mà nếu tư tưởng còn suy nghĩ là do ý chí còn. Nhưng mà khi chết rồi thì tư tưởng gián đoạn, còn ý chí vẫn còn liên tục. Ý chí là nghiệp đấy. Thì chúng ta chết chúng ta còn có cái nghiệp và linh hồn, tức là thần thức, còn hai cái đó thôi. Mà ý chí là khó hiểu đó. Lúc thì nó là gián đoạn, lúc thì nó liên tục. Nếu nó sao động thì nó thành ra nghiệp, mà nó đứng lặng thì nó thành ra alaya là thần thức. Còn thần thức thì nó liên tục hoài. Thần thức là chơn, vọng, hòa, hợp. Thì cái đó nữa sao tôi giảng, ôi gì gặp tôi bây giờ, nó còn sâu xa lắm. Thì cái thức mặt na là cái nghiệp, và cái ải lai gia tôi chưa dám đụng tới. Nhưng mà ở đây là tôi giảng cao này. Còn các nơi tôi không dám giảng. Tôi chỉ nói cầu giảng sanh là nhớ nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là linh hồn, chứ thật sự đó chưa phải là linh hồn. Nhưng bây giờ làm sao? Nội cái tư tưởng mà quý vị nhận ra nó là khó nhận rồi. Nhưng mà chúng ta còn có thể nhận được à, tôi nhớ Phật, tôi nghĩ Phật, tưởng Phật thì mình thấy là có. Còn cái ý chí là quý vị không nhận được nó đâu. Nó rất sâu xa. Khi nào ngồi thiền đó rồi quý vị mới để ý thấy nó cung cấp cái chất liệu, cái quyết định đấy. Chúng ta thấy tư tưởng đó thì phân biệt. À, cái này tốt, cái này xấu, cái này phải, cái này dinh, cái này nhục, cái này lợi, cái này hại thì tư tưởng. Còn bây giờ cái này dinh mình quyết định theo cái dinh, cái này hại mình tránh xa cái hại, cái này là nghiệp, chứ không phải là tư tưởng. Là cái sự quyết định để hành động. Tư tưởng không có quyết định. Thì quý vị làm sao hiểu được cái đó? Nhưng mà từ từ quý vị gặp tôi giảng từ từ, chúng ta đi sâu vào đó. Nhưng mà đòi hỏi quý vị phải về Bắc Kiết Già, ngồi lặng lẽ 1-2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng trở lên. Rồi trong yên lặng quý vị nhận được nó. Nhận được chứ quý vị, rồi quý vị ra ta hỏi quý vị cũng như người câm mà nằm trên bao. Người câm mà nằm trên bao biết không? Nằm trên bao thức dậy ta hỏi thì đã là câm rồi, dễ ngu ơ thôi.
Thành ra khi quý vị nhận được cái nghiệp lực với cái A Lại Gia mình rồi là quý vị là người công. Thấy thì biết, nhưng mà diễn tả cho người khác làm sao diễn tả? Tại sao vậy? Bởi cái thế giới này là thế giới sát na, chứ không phải là thế giới chu kỳ. Thế giới của phi tư tưởng, chứ không phải là thế giới của tư tưởng. Phi tư tưởng là sao? Nó khó. Là thế giới của điều kiện, của nhân quả. Thì chúng ta dùng tư tưởng nhân quả để diễn tả nhân quả thì được. Còn cái phi nhân quả, nó không thuộc điều kiện, thì làm sao dùng cái điều kiện mà diễn tả cái không điều kiện? Chịu thôi. Nhưng mà Đại Thừa không chịu. Đại Thừa có thể nói như là khúc Hòa Thượng này tôi là chơi chữ. Sư nói là sư chơi chữ cho Phật tử nó mê. Nhưng mà tôi nói không có cách nào giảng. Phải mà không phải, không phải mà phải. Không phải một mà cũng chẳng phải hai, mà cũng hai mà cũng một. Giảng vậy thì mấy người, nhất là mấy ông bác sĩ khoa học là không chấp nhận đó. Nhưng mà không phải một mà cũng phải hai, phải hai mà cũng một mà cũng hai. Nhưng mà khi tôi thí dụ rõ ràng rồi là phải chấp nhận. Cũng như tôi hỏi giờ sống với nước là một hay là hai? Một là trật mà hai là sạch. Thì cái linh hồn mình với cái xác thân là một hay là hai? Rồi điện với cái bóng đèn, với ánh sáng bóng đèn là một hay là hai? Vì cái lồng điện là nó liên tục, có ánh sáng bóng đèn rồi nó gián đoạn. Mà ánh sáng bóng đèn nó nương vào đâu? Nó nương vào dòng điện. Xác thân này nương vào đâu? Nương vào linh hồn. Mà linh hồn nó giống như cái dòng nước, nó chảy mãi, nó không có hình tướng, nó chỉ có cái hình dòng nước thôi. Mà khi nó tướng rồi người ta kêu đó là sống. Thì sống xác thân này phải nương vào cái dòng nước linh hồn để mà phát hiện. Rồi nương vào cái sống này, sống xác thân này nhận lại cái linh hồn dòng nước. Cái đó là nhận lại, mà nhận lại thì là đâu có điều kiện, đâu có pháp môn, đâu có thầy, đâu có từ từ, đâu có lại đây, đâu có không gian, đâu có thời gian. Thì cái này đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền trong lặng lẽ chừng 2 tiếng đồng hồ trở lên thì tự nhiên quý vị hiểu. Còn tôi giảng bây giờ quý vị nghe 100 lần cũng không hiểu. Thành ra cái chân lý của siêu trưởng là trú dạ lục thời, đêm ngày 6 thời, đi bát một thời, độ côn một thời, đó là giới phải có hành kiện. Đi bát mà láo táo không ai để, độ côn mà láo táo thì đút cái muỗng côn lên lỗ mũi không ai. Phải có hành kiện. Còn học chân lý đó, tức là đọc kinh sách nữa, có một thời thôi, 3 giờ tới 4 giờ có 1 tiếng à. Mà ngồi thiền 3 tiếng, một thời 2 tiếng, mà khuya, chiều, sáng. Khuya 2 tiếng, chiều 2 tiếng, sáng 2 tiếng, 6 tiếng nữa. Chết luôn. 6 thời là cái định nó kiếm hết 3, nó phân nửa. Thành ra quý vị phải ngồi cho thật nhiều. Rồi quý vị thì làm biến thấy mổ. Tôi đã dùng tiếng làm biến. Ngồi xuống này sao? Bắt kiết già lên là nhập ngũ thiền. Biết nhập ngũ thiền không? Rồi há họng tròn vo, cục tới dục lui. Ở đây có một số Phật tử kiểu đó. Ở vô nghe pháp tôi là hay, siêu thiết hay lắm. Con mất ngủ lâu rồi gặp sư là con ngủ được liền. Tôi nghe là tôi nản rồi. Mà kỳ nào cũng vậy, nghe pháp là ngủ, nghe pháp là ngủ. Ở nhà không ngủ được mà vô đây ngồi nghe pháp là ngủ. Cái đó là bệnh nghiệp đó. Mình phải sám hối, mình phải chống trả lại. Cái ngồi thiền là nó dễ gục lắm. Thành ra đối tôi ngồi thiền là không ở trong cái thiền đường này đâu. Đây là không phải chỗ ngồi thiền. Ngồi thiền ở đâu biết không? Ở dưới bóng cây. Bóng cây còn không được. Ở trước phải có một cái khoảng trống biển tốt nhất. Còn không, ở trên cái đồi núi nhìn ra cái khoảng trống của trời trăng mây nước. Thì cái tâm hồn mình nó mới rộng rãi, rồi nó không ngủ gục được. Tôi ngồi thiền là tôi tối kỵ cái ngủ gục. Mà tôi đi là
Tôi nói tôi đi dưỡng bệnh chứ là tôi đi ngồi thiền. Rồi ra còn ngày đó là tôi không có bệnh nữa. Cái bệnh tôi là bệnh tâm. Ở tỉnh xá là tôi bệnh hả? Rồi tôi đi dưỡng bệnh rồi tôi đâu có ở chỗ. Rồi nhất là Bảo Lộc. Đó đồi là đồi. Mà cái đồi nó thấp chủng à. Còn ở Đà Lạt cái đồi nó cao, nó có cái hố xuống sâu, nó lợi nó che mất hết. Còn kia mà đi ngồi còn 100,000 chỗ. Tôi nói là đồi không, mà đồi nó thấp vậy đẹp. Nói là sáng sớm như trưa hay sương mù không thấy được. Người cách nhau 4-5 thước là giòn không thấy. Thành ra đất nó ướt ẩm ẩm hoài. Không biết sao mà nó cứ bốc hơi lên hoài. Một cảnh thật là đẹp. Tôi nói cái gì đó. Ở trong mấy bài thơ tôi nói kìa tạo quá đang đổi dời bài xóa. Chứ bài xóa rất hay. Cơ đạo tạo quá hực hư, thực hư hư thật, mảnh hình hài không có, có không. Cái này là diễn tả rất hay. Cơ tạo quá đang đổi dời bài xóa. Đổi rồi dời, vừa đó là mất đó. Bài ra đó rồi xóa mất liền. Cơ tạo quá thực hư hư thực. Tôi ngồi là tôi nhớ lại những bài thơ. Cơ tạo quá thực hư hư thực, mảnh hình hài không có, có không. Hình hài của mình là có hay không? Có mà không có, không có mà có. Thì phải chơi chữ thôi. Ngai liệt cường các nước giao công, chẳng qua cũng tranh hùng trong chất bổng. Rồi đến lúc bỏ gương quăng súng, chẳng qua tuồng mộng ảo mà thôi. Trước trăm năm nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi rồi chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sinh thất tập cổ lai. Danh mà chi, lợi lắm mà chi, tài cũng vậy, sắc thời cũng vậy. Hỡi nhân thế tỉnh chưa, chưa tỉnh, nghe tiếng chuông tỉnh dậy mau mau, tìm về đạo Phật cao sâu. Thì mình thấy là đạo Phật, cái triết lý đạo Phật rất là thâm sâu. Càng ngồi thiền càng mê, càng hiểu biết càng mê. Mê cái này là cái mê giải thoát. Tôi bây giờ lại sai mê cái đó. Hồi xưa tôi mê nhị thiền, tam thiền, chìm đắm ở trong cái không, cái hỷ lạc của cõi trời sắc giới. Bây giờ tôi lại chìm đắm trong cái pháp lý. Tôi mê cái này hết, tôi mê cái khác. Tôi biết cái này cũng sai, nhưng mà chắc phải qua nó một thời gian. Bây giờ ở đâu giảng pháp là tôi đi tới à. Tôi mê giảng, nó mệt muốn chết. Giảng về là nó bệnh. Nhưng mà rồi cũng phải giảng. Rất là dùng sâu dùng xa tôi giảng thấp. Chúng mà tôi lại không thích giảng thấp. Giờ nó giảng nó qua Bát Nhã rồi, giảng tư tưởng là khó giảng. Nhưng mà thấy mấy bà già tội nghiệp quá. Không khéo mấy bà giảng sanh dễ hơn mấy cô ở đây. Vì bên đó ít vật chất. Không có truyền hình, tối ngày ở không. Ở trong quê người ta ở không rảnh rãng. Bên ta không có ăn uống như mình. Không có mà tiện nghi đầy đủ quá như mình. Cái tiện nghi mà quá đầy đủ, tôi nói chú quá đó, khó tu. Mà cái tiện nghi quá thiếu thốn cũng khó tu. Cái gì cũng đừng có quá, quá thiếu thốn cũng không tu được, mà quá đầy đủ không tu. Thái tử Siddhartha hồi còn làm thái tử không đắc quả được. Rồi đi tu khổ hạnh tới chết giấc cũng không đắc quả được. Thành ra đừng có tu khổ hạnh, mà cũng đừng có dung dưỡng. Như vậy là làm sao biết mình trung đạo siêu, đừng có dung dưỡng, đừng khổ hạnh. Tôi đố quý vị biết làm sao gọi là trung đạo. Vì phải có cái hiểu biết thì mới đắc quả được. Thì Đức Phật đã cho chúng ta rồi. Muốn trung đạo là phải giữ giới. Giới lực của Ngài là trung đạo, không thái quá, không bất cập. Bệnh không uống thuốc là phạm giới. Không bệnh mà uống thuốc bổ dưỡng là phạm giới. Không sát sanh mà phải phóng sanh. Không trộm cắp mà phải bố thí. Bỏ sẻn là phạm giới mà trộm cắp là phạm giới. Không tà dâm mà phải tiếp dục. Có vợ chồng nhưng mà hai con đó, trên nữa là phạm giới. Dâm dục quá độ là phạm giới. Mà sống mà chèn ép cái dâm, cái dục vọng của mình cũng là phạm giới. Không nói dối mà còn phải nói lời chân thật.
không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà còn phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thì trước khi đi sâu thì tôi chứng minh cho quý vị thấy là mình không có đi xa đạo Phật. Nhưng mà giải thích thì là đây là cái giải thích của tôi ạ. Chính cái này đó mà có kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa là cũng chính cái bài kinh này. Rồi bây giờ tôi vô cũng chính là của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm về đó. Thì bây giờ tôi xin đọc, rồi tôi giải thích cho cái hiểu biết của tôi. Thì trong này đa số là tôi thấy dường như nó thiếu nhiều. Rồi tôi 15 hạng chúng sanh thì tôi phải thêm vô. Thì 15 hạng chúng sanh cũng ở trong này, nhưng mà nói quốc là cô động. Thì đây là cái bài kinh Pháp Môn căn bản. Pháp môn đó tức là cái cách tu. Căn là cái rễ, bản là cái gốc, gốc rễ. Tức là tất cả sự tu của đạo Phật là các tôn giáo bạn đều từ đây mà ra. Vấn đề vậy đó. Là kinh này là bên Nguyên Thủy, tức là tới bên Tích Lan, lấy nó làm nền tảng. Kinh Đại Thừa cũng dựa vào nó, nhưng mà Đại Thừa giải thích khác, cởi mở hơn nhiều. Tôi cũng giảng theo Đại Thừa, tức là tôi thêm thắt lên cho nó hợp với cái 15 hạng chúng sanh của tôi. Thì chừng đó cái nào tôi thêm thắt cho quý vị biết. Đó là trong này nó có, nhưng mà nó cô động quá, tôi phải thêm vô. Như vậy tôi nghe, đây là của A Nan đấy. Một thời Thế Tôn trú tại Ikata, trong rừng Siga, tức là rừng hạnh phúc, dưới gốc cây Sa La Dương, tức là Sa La Sông Thỏ đấy. Tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe pháp môn căn bản tất cả pháp, căn bản của tất cả pháp tu. Thì chúng ta thấy cái này là cái kinh độc đáo nhất, nhưng mà cô độc. Thành ra giảng ra có tiểu thừa, có đại thừa, có ngoại đạo. Ngoại đạo cũng nằm trong này thôi, nhưng mà cách giải thích nó sai. Rồi chỗ đó mình phải hiểu. Thưa dân bậc Thế Tôn, những tỳ kheo dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Phàm phu, này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng tri địa đại là địa đại, tưởng tri địa đại là địa đại. Người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu tri địa đại. Vì nghe chắc không hiểu cái gì hết. Giờ tôi phải giải thích thêm. Tưởng tri đó là lấy cái tư tưởng mình, sự phân biệt phải quấy tốt xấu này, phân biệt về cái niết bàn của Đức Phật, phân biệt về cái đất. Bởi vì có chúng ta trong thân thể là đất, nước, lửa, gió, bốn cái này hợp lại thành cái xác thân này. Thì cho xác thân là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Xác thân là niết bàn, xác thân là bất biến, xác thân là còn hoài. Thành ra tưởng tri thì cái đó kêu là tư tưởng. Do đây không có nói tới thức tri, nhưng mà nói tưởng tri thì chúng ta không biết bốn đường ác với bốn đường thiện nó khác nhau làm sao. Thành ra tôi phải thêm thức tri. Thì đây nói vắn tắt là tưởng tri không hả? Nhưng mà tưởng tri với thức tri khác nhau sao thì chúng ta phải thấy rằng cái tưởng tri là chưa có ý chí, chưa có kinh nghiệm. Còn thức tri là có ý chí, có kinh nghiệm. Thì chúng ta mới thấy là tưởng tri là không đi tới đạo Phật được, còn thức tri là có thể đi qua đạo Phật được. Chúng ta phải hiểu cho đó. Cái đó là cái thêm thắt của tôi. Còn trong này chỉ có tưởng tri thôi. Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại. Thủy đại là nước đấy. Nghĩ đến tự ngã đối chiếu thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại.
Người ấy nghĩ thi đại là ta, ruột khỉ thi đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thi đại. Liễu tri tức là hiểu một cách rút ráo, chỉ có Như Lai mới chịu liễu tri thôi. Ta phải hiểu vậy. Người ấy tưởng tri quả đại là quả đại, vì tưởng tri quả đại là quả đại. Người ấy nói quả đại là của ta, dục khỉ quả đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri quả đạo. Đó là đất, nước, lửa, còn bây giờ gió. Người ấy tưởng tri phong đại là phong đại, phong đại là của ta, dục khỉ phong đại. Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. Đây là đất, nước, lửa, gió. Bốn cái này đã tạo nên cái xác thân của chúng ta. Gạch xương da đó là đất, nước, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi là nước, hơi thở là gió, và sức nóng là lửa. Bốn cái này trong con người, nếu nó không kết hợp nữa thì chúng ta gọi là chết, còn nó kết hợp thì chúng ta gọi là sống. Hiểu không? Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, người ấy tưởng tri phạm thiên là phạm thiên. Cái này là các danh từ ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì ai có học qua kinh thì sẽ thấy là cõi sơ thiền có ba cõi: thiện kiến, quản quả và thiện quan gì đó. Trong đó nhiều danh từ mà tôi thì giảng sơ thôi. Học cái đó nó mệt đó, nó ít lợi gì đó. Tưởng tri quan âm thiên là quan âm, tưởng tri biến tịnh thiên, tưởng tri quản quả thiên, tưởng tri thắng giả là thắng giả. Thì đó là các cõi trời. Người ấy tưởng tri không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi vi tưởng. Đây là cõi trời vô sắc, tức là tứ không. Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, người ấy tưởng tri sở văn là sở văn. Đây là nhận thức và đối tượng nhận thức là ta, là của ta. Người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn, vì tưởng tri niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn. Niết bàn là của ta, dục khỉ niết bàn. Thì niết bàn không thể tưởng tượng được. Mà nghĩ là niết bàn như thế này, như thế nọ, rồi mình đắc cái tư tưởng đó, mình cho là niết bàn, cái đó là cái sai lầm. Không, quý vị phải hiểu cho đó. Niết bàn thì không thể tưởng tượng được. Mà tưởng tượng niết bàn như thế này, như thế nọ, thì ngoại đạo nó thường tưởng ở chỗ đó. Rồi lấy cái tưởng tượng này cho niết bàn là ta, là của ta, thì niết bàn đó là niết bàn giả, nghe không? Thành ra có cái đạo thì thờ lửa, cho lửa là niết bàn. Lửa là sanh ra tất cả, mà lửa đâu phải là niết bàn. Có người cho nước là niết bàn, nghe không? Bởi vì nước là khắp cùng, chỗ nào cũng có hết. Thì tùy theo cái tưởng tượng ngoại đạo đều sai hết. Thì đó là xong về phàm phu, tức là 15 hạng chúng sanh đấy, từ địa ngục cho tới cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Tôi tóm lại đấy, thành ra tôi tóm ra nó gọn và dễ thấy. Thành ra trong cái 15 hạng chúng sanh chúng ta có cái đó. Rồi tới vị hữu học. Hữu học là cái gì? Tức là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, là còn phải tu, còn phải học nữa. Thì đó là nhập lưu, nhất lai, bất lai. Này các tỳ kheo, có tỳ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn cõi khổ ách. Vì ấy thắng tri địa đại là đi ai? Vì thắng tri địa đại, vì ấy nghĩ tới địa đại, đã không nghĩ tới địa đại đối chiếu với tự ngã, và không nghĩ tự ngã như là địa đại. Địa đại là của ta, không dục khỉ địa đại. Ta nói vì ấy có thể liễu tri địa đại, thì nhập lưu đó thì biết rằng đất, nước, lửa, gió không phải là sắc thân này, không phải là niết bàn, không phải là tự ngã của niết bàn. Thành ra Đức Phật nói nhập lưu có thể đi đến Như Lai. Cái ý Ngài nói vậy đó. Đây là tôi tóm gọn thôi, chứ đọc hết nguyên văn là quý vị mệt. Thì cái đó kêu là hữu học, là nhập lưu, nhất chẳng lai, bất lai, chưa đi đến La Hán, thì coi là còn phải học, phải tu nữa. Nhưng mà đã thấy niết bàn đúng theo cái ý nghĩa của niết bàn, tức là xác thân này không phải là niết bàn, đất, nước, lửa, gió không phải là niết bàn, thì như vậy là thấy đúng. Thì cái thấy này có thể đi đến rút ráo liên tục là A La Hán, rồi tùy thuận nó tới Như Lai. Thì trong này nói rất là cô động, rồi tùy theo mình giải thích thôi.
Rồi bây giờ đó là dị hóa học, bây giờ tới A La Hán một. Cái này nhức đầu à. Cái này tôi coi là 3-4 năm à. Bây giờ hôm sao tự nhiên tôi ngồi thiền tôi hiểu. Bữa nay mới có giảng chứ tôi không dám giảng cái này. Mà tôi sắc mắc hoài, tôi không hiểu cái vụ A La Hán này. Xong hôm tôi ngồi thiền cái nó chợt đến với tôi. Tôi nói thôi vậy đem vô giảng Ngọc Trường trước là thầy. Chứ cái này hồi xưa rồi tôi tính giảng rồi ở Ngọc Viên mà giảng không chạy. Vì cái A-la-hán thì tôi 4 thứ A-la-hán. Tôi ngồi hoài tôi nói sao cái kinh này tôi lên ở Đà Lạt là 4-5 năm tôi coi hoài mà tôi không hiểu. Có gì đâu Phật nó khó lắm. Còn hôm sau ngồi cái nó đến ở trong A-la-gia tôi nói giọt ra. Tôi nói cha gì mình hiểu được rồi. 4 A-la-hán này mình hiểu được. Hiểu mà không biết đúng hay không nha. Tôi chỉ đề nghị tôi. Rồi tôi nói thôi vậy Ngọc Trường có phước để giảng đầu tiên cho Ngọc Trường coi. Ở đây Phật tử cũng gạo cội không à? Chắc có thể hiểu được. Còn không hiểu nữa thì thôi. Chứ giờ biết sao giờ. Mình hiểu là được rồi. Thì đó là hữu học. Và trong này A-la-hán một. A-la-hán mà có 1, 2, 3, 4 A-la-hán. Tôi nhức đầu cái ông bên trong. Trong kinh của Phật ông dịch ra A-la-hán 1, A-la-hán 2, A-la-hán 3, A-la-hán 4. Tôi nói gì A-la-hán gì mà tới 4 thứ là hán. Rồi khác nhau sao? Không ra. Đây là A-la-hán 1 trong của Minh Châu đề đó. Lại nữa này các tỳ kheo, có tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh tri giải thoát. Vì ấy thắng tri rằng địa đại là địa đại, vì ấy thắng tri địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỷ địa đại. Vì sao? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại. Không phải đọc tới đọc lui. Hôm là không có cái quyển này nhưng mà sao tôi nhớ. Rồi sáng tôi mới kêu ông Minh Cảnh soạn cái quyển này tôi coi lại. Thì đúng vậy. Tức là mình hiểu nó tương đối, nó sáng tỏ. Còn đúng hay sai là nhờ quý vị suy nghĩ lại nha. Đừng có tin tôi. Tin là bị gạt đấy. Chứ không mình tôi gạt tôi cũng không chừng nữa. Nhưng mà thôi, cái nào sáng tỏ ngày nào thì mình cứ giải thích ngày nấy. Rồi mai mốt có khác tôi giảng lại. Thì ở đây đó A-la-hán 1 là thắng tri. Cái chữ thắng tri đó thì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, hay là theo duy thức đó, thì thắng tri là dùng cho nhập lưu nhất vãng lai. Thì hôm trước tôi giảng đó, một là tưởng tri, hai là thức tri. Cái này tôi thêm mà trong kinh này không có thức tri. Mà tôi thấy không có thức tri thì cái tưởng tri nó kẹt. Tưởng tri thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh là có tưởng rồi đấy. Thì tưởng tri đó là 4 đường ác. Rồi khi mà có ý chí, có ai lại gia thì cái này kêu là thức tri chứ không phải tưởng nữa. Tức là có ai lại gia thức thì cái đó kêu là thức tri. Mà trong kinh này là không có. Không biết các ngài lặp lại nó thiếu sót hay là tại tôi thêm, tôi bài vẽ tôi thêm vô thì đó tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy nó sáng tỏ. Thì khi mình đã có ý chí, có ai là gia rồi thì cái nghĩ nó khác với 4 đường ác. Thành ra tôi đây tôi mới giảng đó là ý chí ai là gia là từ người trời dục giới sắc, giới vô sắc nó thuộc về thức tri. Còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula nó thuộc về tưởng tri. Tức là chưa có kinh nghiệm, chưa có cải sửa. Thì bắt đầu có ý chí, có nghiệp là có cải sửa. Thành ra cái này sư trưởng giảng rất hay. Tôi là nhờ sư trưởng. Sư trưởng nói nghiệp đó là thứ chưa có. Chỉ có con người bắt đầu có nghiệp. Mà có nghiệp mới thành Phật được. Loài thú không thể thành Phật. Mà chính trong kinh A-di-đà cũng vậy. Cõi Phật A-di-đà không có 4 đường ác. Thành ra người nào có ý chí. Ý chí là gì? Là nhất niệm. Mà nhất niệm thì phát nguyện mới vãng sanh. Thành ra nhất niệm mình phải hiểu là khi nó tràn đầy A-la-gia rồi nó tràn ra, không có cái gì xen vô nữa thì mới gọi là nhất niệm.
Còn giờ niệm 10.000 câu, lần chuỗi 10.000 lần mà không đạt tới nhất niệm thì chưa giảng sanh được. Tức là tôi khỏi cần niệm Phật nữa, trong ai lại do nó đầy, nó tràn ra hơn, thì cái này là nhất niệm. Thì có người niệm có một ngày là nhất niệm rồi, có người là 10 năm cũng chưa nhất niệm, có người 100 năm cũng chưa nhất niệm. Thì cái đó là một là do tinh tấn của mình, hai là do cái tiền kiếp mình đã có tu rồi. Thành ra đừng có tranh nhau ở cái hình thức lần chuỗi hay không lần chuỗi, 4 chữ A Di Đà hay 6 chữ, thấy không? Là niệm lớn hay niệm nhỏ không thành vấn đề. Làm cái nào để cho mình nhất niệm thì có nói là đúng. Tôi bệnh mà tôi uống thuốc nam hết thì tôi nói với vị bệnh đừng có uống thuốc bắc, thuốc tây, uống thuốc nam, uống thuốc này mới hết. Coi chừng mình nhức đầu, có khi bao tử làm cho nhức đầu, có khi ruột làm nhức đầu, có khi gan làm cho mình nhức đầu. Mà nếu mình hết bệnh thì chưa chắc người khác uống giống mình mà hết bệnh được. Phải có thầy bắt mạch, phải đúng mới được. Thành ra cái lần chuỗi không quan trọng, cái niệm 4 chữ hay 6 chữ không quan trọng, cái niệm lớn hay niệm nhỏ không quan trọng. Tôi bây giờ tôi không có niệm Phật, nhưng mà tôi có thể nói chắc tôi niệm nhiều hơn quý vị đó. Tôi nhớ Phật là cái tiếng Phật đó ra, nó từ trong A Lại Gia nó niệm mà tôi lắng nghe nó, tôi tống nó vô, nó tràn ra tôi tống nó vô. Hồi xưa tôi tưởng là Bát Nhã, nhưng mà sao mới biết nó là Nhị Thiền chứ không phải Bát Nhã. Tôi cũng từ lập này tới lập khác, bây giờ tôi giảng về vấn đề niệm Phật nó rành. Giữa Bát Nhã và tư tưởng nó khác nhau sao? Bát Nhã là lắng nghe, còn cái này niệm tống nó vô nó tràn ra, tống vô nó tràn ra, không có gì xen tạp, cái đó là nhất niệm. Rồi chìm đắm trong đó tới ngờ mất thân. Tôi cứ liên tục về hoài thời gian là cái hỷ lạc nó tràn hết. Cái sắc thân thứ hai tức là cái tịnh sắc căn, thì chừng đó cao quá. Quý vị muốn ngồi hoài, ngồi 10 tiếng một ngày, một tuần lễ thì quý vị cũng thấy thích. Vì nhắm mắt lại một cái là một tuần rồi, mở ra chừng 10 phút thôi mà nó là một tuần lễ. Không có thời gian không gian, thành ra tôi nói cõi trời đó, một ngày ở cõi trời bằng dưới này mười mấy năm. Tôi thấy đúng, thời gian không gian là do mình thôi. Tôi nói trăm năm là ngắn mà một ngày dài ghê. Trăm năm là ngắn mà một ngày lại dài. Khi mình chờ đợi người thân của mình, cha mẹ, nhất là người yêu, thì mình thấy cái thời gian nó dài vô cùng. Mình chờ đợi thì nó đợi dài. Rồi khi mình muốn cái thời gian nó ngắn thì nó lại dài. Khi muốn thời gian nó dài, nó lại ngắn. Thì cái thời gian là thời gian tâm lý, chứ không phải thời gian vật lý. Vật lý thì nó vẫn vậy thôi. Tại là người ngồi thiền thì vật lý nó có thể là 7 ngày 7 đêm, nhưng tâm lý nó thấy có 10 phút thôi. Đó mình phải hiểu cái đó. Mà mình sống sở dĩ có thời gian vật lý là do cái tâm lý mình phân biệt. Thành ra cái vụ mà từ thức mà lạc non tiên lên khỏi trời trở nửa năm tiên cảnh là một bước trần ai. Ước cửu duyên thừa có thế thôi, lá vàng rêu nhạt, nước trải qua trôi, khái hạt bay lên phút tận trời. Ông đi lên trên tiên ở có nửa năm, xuống như này là 20-30 năm. Vì trên cõi trời nó lâu vậy. Xuống rồi thì thấy mấy người mà một tuổi ổng là chết mất hết rồi. Hỏi có bà già 100-mấy chục tuổi, bà nói tôi có nhớ. Hồi đó có một ông quan tên là Từ Thức, rồi cứu cái nàng Giáng Hương gì đó. Rồi sau này nói ra bà là thánh mẫu gì đó rước đi mất luôn tới bây giờ. Thì nói tôi đó bà. Thì tôi bây giờ xuống trần tế tôi cũng 40-50 tuổi à. Mà bà hồi đó là bà cũng là mới có 90 tuổi, bây giờ bà tới 100-mấy chục tuổi, tức là 5-7-80 năm. Thì chúng ta thấy là cái cảnh giới này chúng ta không có thể hiểu được. Cũng có Như Lai mới rành thôi, còn A-la-hán còn chưa rành hết. Thành ra thế giới này là một thế giới rất là phức tạp. Thành ra bây giờ có cái vụ mà ở Châu Đốc đó, bây giờ nói sắp sửa có Phật Di Lặc ra rồi, có Hội Long Hoa. Hội Long Hoa thì có nhưng mà không có Phật đâu, đó là hội của tiên đó.
Rồi về đó thì chúng ta làm tiên thôi. Bây giờ có một số các sư lại chạy theo đến đó, đệ tử và thượng giới cũng có hai ba ông trốn lên đó. Bỏ khất sĩ, bỏ làm Phật mà muốn làm trời làm tiên. Chúng ta thấy dại dột là cái hiểu biết sai lầm, khó lắm. Chúng ta thuộc về thiên cơ sấm giảng mà Đức Sư trưởng Minh Đoan đã cấm trong 14 giới, cấm tăng ni mà tụng sấm giảng, đọc kinh sấm giảng. Cái đó nó đưa cái tư tưởng mình đi vào cái cõi mông lung. Cái đó tôi không phải nói là có, mà cũng không phải nói là không. Cái giảng của tôi, tôi nhớ có ông nào gửi thơ cho tôi ở Sài Gòn, ông nhờ tôi giảng ở trong mấy cái bài giảng này cho ông những câu hỏi. Ông nói xưa nói địa tạng không có, địa ngục không có, như vậy có hay không? Tôi nói chết, ông nói quan cho tôi. Tôi nói địa tạng không có hồi nào mà tôi nói địa ngục không có hồi nào, mà tôi nói địa tạng có hồi nào mà tôi nói địa ngục có hồi nào. Tôi đã nói địa tạng có mà không có, không có mà có, địa ngục cũng vậy, có mà không có. Quý vị ngồi đây với tôi có hay không? Có là sai mà không có là trật. Không có gì đây? Quý vị ngồi nói chuyện tôi nó không có. Còn có nó thì sự thật ra nếu con chó hay cái cõi trời ta xuống ta nhìn nó thì nó lại khác nữa. Còn nếu quý vị nhìn cho thẳng nữa thì mình không có, chỉ là điện tử thôi. Thì theo cái nghiệp người mình thấy là có. Rồi tôi có nghiệp người, quý vị nghiệp người thì thấy là có. Còn quý vị ngồi thiền, quý vị tập trung, quý vị thăng qua cái thần thức mà lên cõi trời thì có cõi này lại khác. Cái nước, ta nói thí dụ nước này thì quý vị thấy là nước, nhưng cõi trời thấy là lưu ly. Còn ngạ quỷ nó thấy là máu. Như vậy nước là gì? Nói nước có là trật, nói nước không có là sai. Nước có với loài người mà không có với các loài khác. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra vấn đề mà ở Châu Đốc nói tôi bác, tôi không có bác. Mà nói tôi chấp nhận, tôi nói tôi không có chấp nhận. Nó có thể có xảy ra mà có thể không xảy ra. Cũng như năm 2000 tận thế có không? Người ta nói dốc, nói rồi vừa qua đâu có. Coi chừng 2000 đúng rồi là tận thế. Mà tại sao không tận thế? Là tại vì quý vị, quý vị sợ quá, quý vị niệm Phật, quý vị ăn chay, quý vị thực hành, quý vị cầu cho nó tai qua nạn khỏi. Thì cái tư tưởng quý vị mới tạo nên là cái tận thế. Mà tư tưởng quý vị đổi rồi, cái chuyển nghiệp rồi thì cái nghiệp nó phải chuyển thôi. Thành ra đừng có tưởng là cái năm 2000 đó là trật, mà đừng tưởng năm 2000 là đúng. Thì đạo hội Long Hoa năm tới thì nói 21 tháng 12 gì đó, năm tới 2012 là tận thế, có hay không? Hỏi tôi. Tôi nói có thể có mà có thể không. Tôi không kết luận là có mà không kết luận là không. Nếu quý vị làm ác, quý vị tin tưởng dùng cho nó hết thì phải có đó. Còn bây giờ quý vị ăn chay, quý vị chuyển nghiệp, bảo đảm không có. Hoặc là chậm lại 1-2 năm, hoặc là vĩnh viễn không có luôn, hoặc là có thể sớm hơn vài tháng nữa bị không chừng. Thì do cái tư tưởng quý vị thôi. Thành ra cái tư tưởng mình độc đấu. Đạo Phật đâu có chấp nhận nghiệp, mà đạo Phật cũng đâu có bác nghiệp. Đạo Phật không bao giờ nói về định mạng. Nghiệp thì có, mà mình có quyền chuyển nghiệp. Mà nói chuyển nghiệp chứ không phải dễ chuyển nha. Nghiệp tôi nặng 1000 ký, mà cái sức lực tôi có 100 ký, thì giờ muốn chuyển cũng không chuyển được. Mình phải tu thật cao, có định lực mình thật mạnh. Tôi biết đó là trái bình bát. Tôi không muốn bình bát, muốn mãn cầu được không? Được, mà làm được không? Tôi dám chặt, dám tháp rồi tôi biết cách tháp không? Không khéo là chết luôn cái bình bát luôn. Không có bình bát, không có mạng cộng nhớ. Mà dám chặt không? Biết cách chặt, biết cách tháp không? Cái đó còn là một việc khác nữa. Thành ra đừng có nghe tôi nói chuyển nghiệp mà nói dễ. Đâu Phật có chuyển nghiệp, chuyển nổi không? Bây giờ quý vị ăn chay 10 ngày không được, bây giờ tôi khuyên ăn chay trường, ăn chay ngọ được không? Còn muốn lắm sư ơi. Nhưng mà lực bất tùng tâm, đúng. Cái lực mình không có giống như cái tâm ý muốn của mình được. Nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, dị nhiên.
Không phải mình muốn cái gì cũng được hết. Muốn là mình phải có ý chí, mình phải tu tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định lực càng mạnh thì có thể chuyển những cái nghiệp nặng được. Thành ra quý vị nên nhớ là ít nhất mình cũng phải tu. Mà cái đó phải đạo Phật không? Không. Chúng ta tưởng vậy là đạo Phật đó, không phải đạo Phật. Đó là đạo trời, đạo tiên. Đạo Phật không phải là chuyển nghiệp, mà là cái gì? Là cái gì ha? Chúng ta thấy có trong kinh nó có nhiều vị nào quét rác ở chùa, không từng thọ giới, mà không từng ăn chay, cho gì ăn nấy, không có thì cũng ăn mặn. Mà có thấy niệm Phật có gì có quét rác ở chùa thôi, mà khi chết là ngồi kiết già chết, đi từ giả hết tất cả là tối nay tôi đi nha. Ta cười nữa, ông tu cái gì đâu mà đòi chết mà từ giả đi, biết trước ngày chết à? Ông nói tối nay tôi đi á, đi từ giả trụ trì này kia, từ giả chùa ai cũng cười cười. Cái này nói dốc, có tu đâu, có thọ giới đâu, có gì, không có quy tâm bảo ở trong chùa vậy thôi. Ăn đồ thừa của chùa, ai cho gì ăn đấy. Không thấy niệm Phật có gì hết. Ta niệm ta phải cho mấy bà hay là tôi niệm Phật sao? Mình tu mình được cái hình tướng không à? Như tôi giờ không có niệm Phật là tôi không có niệm Phật. Giữ hình tướng không à? Mình niệm Phật tí đi, vậy có phải là niệm Phật không? Chưa hẳn. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Thành ra từ nay không có hình tướng nữa nha. Hình tướng nữa là tôi cạo đầu quá. Anh đâu có nhiều người không có gì hết mà từ giả rồi cái tới là tới sáng là cái chòi con không có cái chòi ở sau chùa. Con sư trụ trì tí thưa tối nay con quả không à? Mấy người đó mới đắc quả vậy, không có bận cái gì chứ. Cứ quét lá chùa rồi khi mà xuất bát mấy thầy bỏ ra lượm vẫn ăn thôi, còn không có nữa thì ai cho gì ăn đấy, có ăn mặn cũng quất luôn. Ăn mà không chốc món ăn, đói thì ăn thôi, giờ không có thì ăn cho nó no luôn. Tới chừng là sáng rồi thấy ông đốc cốc không mở ra mới lấy cái chòi của ông phá cửa vô, thấy ông ngồi kiết già chết ngon không, thiêu là mấy ngàn hột xá lợi. Có tu gì đâu. Mà tại sao mình biết ta không tu? Ta tu ta phải rêu rao cho mình biết là ta tu sao. Thành đối với vị từ nay đừng có gì cái hình thức nhiều quá, phải lo cái nội dung. Lễ lọc rồi keo chùa khắp chùa hết, mà bên trong trống lỏng, tổ chức tốn tiền tốn kém cả đống. Bây giờ ngồi thiền cất cái giờ thiền đường cho lớn mà ngồi có bao giờ ngủ gục không? Quý vị ra ngoài trống, ngoài ruộng này kêu quý vị ngồi coi nó thoải mái vô cùng, khỏi cần quạt máy, gió hiu hiu thổi, nhìn cái khoảng trời đất bao la, nhìn cái chỗ mặt trời lặn, thì cái tâm bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, nó thanh tịnh vô cùng. Ngồi thiền là ngồi tâm, tâm là phải ảnh hưởng tới cảnh, có cảnh mới tạo tâm được. Cái thứ thiền đường mà ngộp như vậy làm sao mà ngồi? Mình nói tôi không bao giờ vô trong cốc hay mà ấy, tôi ngồi trừ là lúc bệnh nữa. Như vậy thì cái tâm mới đi vào định được. Ngồi mà trong cái phòng kính mít mà làm sao được. Mà quán các pháp vô thường vô ngã khổ đau mình thấy nó rõ ràng. Thành ra quý vị tu là muốn tiến hóa là phải có cảnh. Cảnh nó tạo tâm. Một khi đắc tâm là tâm mới điều khiển cảnh. Vậy phải nhớ cho đó. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.